Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với đoàn viên công đoàn người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và những nội dung chính trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước. Trực tiếp tham gia góp ý vào dự thảo luật công đoàn sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cử tri là công nhân viên chức, người lao động đã bày tỏ ý kiến kiến nghị, trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan đến vấn đề phân công cán bộ chuyên trách cấp cơ sở, kinh phí công đoàn, làm rõ hơn các điều về hoạt động giám sát công đoàn, bổ sung điều khoản chế tài xử lý việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp quy định độ tuổi nghỉ hưu. Đề nghị là có giải pháp quy định trong cái quy chế, trong cái luật công đoàn sửa đổi và tăng quyền chủ động cho tổ chức công đoàn trong cái việc bố trí cán bộ công đoàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới quy định tại điều 26 của luật công đoàn sửa đổi. Trong không khí cởi mở thân tình, đã có 12 lượt ý kiến của cử tri kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh các nội dung góp ý luật, các cử tri cũng kiến nghị về vấn đề chăm lo, quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho người lao động thu nhập thấp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tạo sân chơi văn hóa thể thao thường xuyên cho người lao động. Tôi đề nghị cấp ủy chính quyền, các cấp quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp để đoàn viên cũng như người lao động chúng tôi có điều kiện mua để đảm bảo cuộc sống, yên tâm làm việc. Các dự án nhà ở xã hội cần thông tin một cách chính thống qua tổ chức công đoàn để công đoàn cơ sở thông tin kịp thời đến người lao động. Về vấn đề giao thông, hiện tại thì ở quốc lộ 39 mà đoạn đường quốc lộ 39 đoạn đường trước khu nghiệp của Thăng Long 2, dần bay phố lối B và các khu nghiệp Yên Mỹ thì là vấn đề giao thông ở đây đang rất là phức tạp. Vì do cái đoạn đường này là hiện tại là làm trong khoảng thời gian cũng rất là lâu rồi mà vẫn chưa hoàn thiện. Cái việc đi lại của người lao động trong những giờ cao điểm thì rất là khó khăn. Tôi đề nghị dọn dẹp tất cả những hàng rong trên các đường khu trên đường quốc lộ 39 và làm một đường gom để cho người lao động lưu thông thuận tiện hơn. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã giải đáp, làm rõ những ý kiến của cử tri quan tâm theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp những ý kiến của cử tri để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.